chào mọi người nhé. Hôm nay mình đi ngang trên đường 3 tháng 2, quận 11 thì mình thấy một xe bánh tráng mỡ hành bán trên vỉa hè, có những quả xoài khổng lồ này. Quả xoài này đấy, bên kia nữa, xoài này xoài giả nha mọi người. Mua ở bên Thái Lan về để mà trưng cho đẹp. Wow. Quả xoài này mà thật chắc nó khoảng 30 kg nhờ. Xoài thật. Wow, quả xoài. Xoài khổng lồ luôn. Bánh tráng mỡ hành. À, cái này hay ha. Đây, bánh tráng mỡ hành, anh đang làm phần bánh tráng cho mình đây. Anh ở đây mình bán từ mấy giờ anh? Từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ tối á. 4 giờ chiều 9 giờ tối. Dạ. Cái xoài ngoài này á là mình để bán xoài riêng hay mình để chôn bánh tráng anh? Xoài là xoài riêng anh. Xoài là xoài chấm với sốt Thái. À, xoài chấm với sốt Thái à? Đúng rồi. Đây hả? Mình bán những cái món gì anh ha? Cái xe này là bán những món gì ta? Xe này là bán xoài chấm sốt Thái với lại bánh tráng trộn hành. Là bánh tráng sa tế. Dạ sao ạ? Dạ bánh tráng á, bịch nhỏ là 10.000, bịch lớn là 20. Ừ. Còn xoài chấm sốt Thái là 30.000 một phần. Từ mấy giờ mấy giờ ta? Từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ. Kiểu Thái anh? Dạ đúng rồi. Bánh tráng là của mình. Còn cái sốt Thái là của làm cái sốt đó là của Thái. Sốt là để chấm với xoài. Đây nha, mình ở đây thì cái vỉa hè ngồi cũng vỉa hè cũng rộng. Nên là ngồi thoải mái luôn. Như vậy là xong chưa anh? Dạ như vậy là xong rồi nè. À, mình có cho cái gì vào đó nữa không? Dạ không, tại vì ấn chén này làm theo kiểu chén Tây Ninh đó. À. Dạ đó. Chỉ có muối, có hành phi, mấy ớt thôi, mấy loại đó thôi. Chứ không có bỏ vô phô bò hay gì. Dạ. Con trai tên gì ha? À, tên Thành nè. Anh Thành. Hot boy bán bánh tráng mỡ hành. Làm thức ăn rất là ngon nha. Không phải như phụ nữ đâu. Phụ nữ làm thì không ngon, nhưng mà đàn ông đã làm là chắc chắn là ngon. Ok. Đây mình sẽ bỏ ra bàn để mình ngồi tí mình ăn. Một phần mực như này là 100.000 nữa. Cái bịch bánh tráng. Wow. Xoài giống thật hả? Xoài này cũng nhập từ bên Thái về nha. Không ngờ có Việt Nam đâu. Wow. Sốt Thái. Ủa, có con tôm trong đó đúng không anh? Tép à? À tép à? Dạ. Cho em mượn. Đó là chưa xong á. À, chưa xong hả? Mình phải làm đấy hả? Ờ, em tưởng mày làm sẵn. Để xem anh ấy, phần làm cái phần xoài chấm của ớt này. Đúng à, đấy hả? Cái đây là thái đấy hả? Dạ đúng rồi. Thái này anh thường để hủ ngoài mà hôm nay làm chưa, khách vô đông có chưa làm kịp hả? Ừ, Việt Nam mình có chỗ nào bán giống đây là không? Ờ, độc nhất vô nhì tại Việt Nam đó mọi người. Hay ý là cái món mà xoài chấm sốt Thái độc nhất vô nhì luôn hả? Đảm bảo không có mò thứ hai ở Việt Nam nha mọi người. Đây là phần xoài với kèm nha. Trong này nó gồm cái gì ta? Tép, mắm đường, ớt, bắp khô. Ờ. Dạ. Quá trời thôi. Đó là một phần đó. Đảm bảo... Phần đó thì bao nhiêu tiền đây? Dạ 30 ạ. Đảm bảo không có xuất hiện thứ hai tại Việt Nam nha mọi người. Nhân tới ăn thì không... Đó là được không có ăn thì bán là mọi người rất may mắn. Đây là chút tiền ạ. YouTube. Anh mua về cho khách được không? Khách mua này. Không, tự coi ạ. À, muốn mua một cái đâu. Ở đây này. Mấy anh làm dịch vụ xe ôm công nghệ Grab đi mua mực cho khách này. Mua nhiều không anh? Khách đặt là bây giờ cái dịch vụ cũng tiện đúng không? Đặt nhiều.
Chắc có lẽ nhiều người Sài Gòn chưa biết về cái món đặc biệt này đâu nha mọi người. Không biết. Để mình ra mình ôm này quả xoài cơ. Trước xuất hiện Việt Nam Sài Gòn. Quả xoài. À đây là cái bên đó đúng không? Đây là bằng bánh chén. À. Xoài này xoài, xoài Thái luôn hả anh? Đó là dạng xoài miên. Xoài miên hả? Dạ tùy đó. Muối nha. Muối nhẹ. À muối nhẹ xoài nhuyễn đó. Muối này cái loại đó là nhuyễn sẵn luôn. À chứ không phải là muối tôm tại đình. Mình cứ tưởng là muối tốt cái đi bắt đầu xoài nhuyễn ra thì nó mới nặng lắm. Xoài chấm sốt Thái 30.000 một phần. Cái này là gì ta? Là cái gì cơ anh? Muối nhuyễn à? Muối nhuyễn à? Hay dạ. Nhìn như bột cám gạo không à? Như bột khấn vậy á? Đúng rồi. Nó thơm quá ha. Sặc á, cái này là gần là sặc á. Sặc đúng không? Sặc à, mấy ông nội mà cướp giật hay cầm theo bọc này mà ném mấy bọc này trộm tiêu nữa. Ờ à, đúng hay rồi. Trộm chó nó hay ném cái này đó. Đúng rồi, nó ném này nó chạy á. Cái này nó bụi nó bay kinh lắm. Ăn gì vậy? Hát chi lên tối tăm. Bọc xoài sốt Thái ha. Mọi người vừa mời tới làm xoài sốt Thái, mình sẽ review cái cần làm xoài sốt Thái cho mọi người cùng xem nha. À mà xong mất rồi mọi người ơi, cái này là đã chuẩn bị sẵn rồi. À, làm sẵn à? À không, chút xíu nữa anh sẽ làm sẵn một cái thức khác để chuẩn bị cho người tiếp theo. Rồi, ok. Đấy. Mọi người xem cẩn thận nhé mọi người. Rất phải. Anh này là anh của chị Thanh luôn đúng không? Đấy, hai em. Hai chị em nhìn rất là dễ thương. Đây, con gò gian nữa mọi người. Xuất vậy là 30.000 đấy. 30.000 này. Một phần 30.000. Còn bên này là món đặc biệt nữa là món cái ớt này thì mình để làm mấy cái món gì vậy? Cái này ha. Cái này là có bánh chén là ngon nhất thôi. À, là bánh chén. Còn ví dụ xoài mà khách ăn không có ăn sốt á thì em lấy em để cho khách chấm xoài luôn. Đây. Anh ấy sẽ làm một phần cái sốt này nhìn ngon quá, mình ngoài chấm xoài thì mình còn chấm được cái gì nữa không ta? Chấm xoài hay chấm cốc nè, chấm mấy cái chua đồ chua chua rồi đó. Chấm đồ chua này hợp lý luôn. Mình xem lên mạng có cái thằng nào đấy nó cũng đẹp trai lắm á. Nó dạ. Nó hay ăn mặc luôn. Nó làm khủng khiếp lắm. Chắc là nó ăn cái này đúng không? Thế mình có bán nước gì đúng không anh? Nước ha, nước dưa nhưng mà sau này sẽ có mấy loại nước ép rồi. Để làm thêm. Nước ép hả? Dạ, nước ép trái cây rồi. Đây, anh đang chuẩn bị để làm mày chuối hàng này em vô dưới đó, ở dưới đó bể bột đó. Làm cái xoài. Lấy gì vậy anh? Xoài đấy, rất nhiều người mua xoài đây, cái này bảo là rất nhiều lên mua xá. Quả xoài. Quả xoài luôn. Trái xoài. Bây. Cần ăn bá vào đâu người đi được. Xoài khổng lồ. Nhìn vậy thôi nhưng mà rất là nhẹ, nó giống như mà bằng bằng nhựa mà bằng nhựa dẻo, nó nhẹ thì trong nó rộng vừa đây. Một phân vậy như là mấy con xoài anh? Lớn là một trái, còn nhỏ là một trái rưỡi. Cái này là mình nghĩ nó chỉ đặc biệt ở cái muối thôi mọi người, cái kỹ năng của người làm muối thôi. Còn như quả xoài thì chỗ nào cũng có bán cả. Nhưng mà nếu mình làm muối ngon thì mình sẽ muốn sau đấy mình đi cùng ăn. Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đấy. Cái gia vị ngon là ok hết. Anh sẵn dịch nữa mọi người. Em bằng một gia vị. Đây là thêm về hai luôn. Đây mình vừa chuẩn bị cho mấy món xoài bắp cua thì để vào mua.
đẹp à? Cái này là gì ta? Tép à? Ờ, cái này nhìn ngon quá hả? Cái nước đó là nước gì anh? Nè, nước mắm đường. Nước mắm đường. Dạ đúng rồi. Ồ, hay quá. Nước mắm đường nên cho tép, cho ớt vô. Wow, cái nước mắm này nhìn nó dẻo quá. Dạ đúng rồi. Ăn quá nhỉ. Làm cho nó đặc lại để chấm cho nó dính với nước xoài á. À. Nhìn như mà đông luôn. Thường là em làm trước mà hôm nay đông quá nên làm chuẩn bị không kịp. Dạ đúng rồi, cái này phải làm sẵn hũ hết, ngày làm cỡ mấy chục hũ anh để ra bán. Tương lai đó sẽ cần ngày càng đông hơn, phải chắc là phải chuẩn bị sẵn. Dạ đúng rồi, người luôn phải lập công ty gì đấy, kiếm tiền tương lai không làm nguyên cái hội đồng luôn á mà đồng rồi. Xoài chấm sốt Thái rất là đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam anh. Chưa từng có điểm gì hai bạn đâu. Xong một phần 30 cành. Rất thi thờ của chị em đi chua. 3 tháng 2 một xuất. Mọi người đi trên đường 3 tháng 2 mà qua cái khu địa chỉ là 1101 đường 3 tháng 2 quận 11 ạ. Đi đường mà thấy quả xoài bự rồi, bự cái má. Quả xoài khổng lồ này là thấy nhá. Úi, quả xoài quá. Làm thêm phần nữa nè. À, bây giờ mình làm trước một phần. Có khách đặt lên. À, khách đặt. Dạ, cái này làm liên tục. Đã cho ớt bột rồi, cho ớt khô rồi, xong rồi lại còn cho thêm ớt kia nữa thì đúng kiểu Thái. Có cây ớt của người Thái người ta ăn cay quá trời đúng không? Cái món này phải cay mới ngon. Không cay ăn nó kỳ á. Chỉ nhớ thêm mấy quả xoài thôi là thịt. Úi dồi ôi, nó chua, ui, cay lắm. Chảy hết cái nước mưa. Xem cái thằng gì được trên mạng nó ăn cái quả xoài mà trời ơi. Mà người Nam mình ăn xoài chua quá thì ăn không được. Dạ, ăn xoài chua dừa thì ăn được. Mình cũng phải lựa cái loại xoài thật chua đúng không anh? Chua nhưng mà nhiều khách ăn không được á. Nhiều khách ăn không được à? Ăn không được, khách xoài non á. À. Khách ta bỏ hết. À. Chua quá, bây giờ lựa mấy trái này cho nó dừa. Ăn ớt sáng mát. Khách nào không muốn ăn cay nhiều quá thì nói em giảm lại. À. Ăn ớt sáng mát chứ. Giảm độ cay lại. Lâu á, còn biết được không? Mới ăn ớt sống lâu mà. Vậy rồi. Những đồ đó. Đúng rồi, ớt sống lâu. Đúng rồi. Phải ớt sống lâu vậy. Có mà, ăn ớt sống lâu. Tăng tuần hoàn máu. Đấy, ăn ớt sống lâu. Có vitamin C. Không, ăn ớt là nó sáng mắt. Không, ăn ớt sống lâu mà. Có mà. Phải ăn ớt sáng mắt đâu. Còn Google hỏi không? Google không? Chỉ cho luôn. Là có như là ăn ớt sống lâu. Thật luôn. Đừng ăn nhiều quá được rồi. Ăn nhiều quá thì bụng dài dài thôi. Hôm bữa thấy có cái đúng ông rồi. Khi ăn ớt mà ăn nên 1 ký mà cuối cùng bụng dài dài đi cấp cứu. Ăn 1 ký ớt luôn. Cái gì cũng là vừa phải đấy chứ. Ăn nhiều. Đúng, có cái cục khi ăn ớt đó. Anh ơi, có chị nói dạ cái gì bánh tráng mang về. Hai bần bánh tráng mang về. Ủa ơi, nhìn trời xoài. Nguy hiểm quá, có khi nào mình đứa tay không? Không ạ. Không bao giờ luôn á. Dạ, quen. Sao đi mình hồi thôi. Ngày chứ cắt mấy chục trái rồi quen tay à. Cắt giống như máy luôn. Mình thích xem mấy ông đồng nghiệp làm lắm. Ông làm, có nhiều ông bên nước ngoài không, ông làm nhân lắm. Cũng siêu đẳng luôn. Xem cắt mê. Này giờ nào cắt mà bịt mắt lại á là ok rồi. Biểu diễn luôn. Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề không? Biểu diễn luôn. Biểu diễn hả?
Cái này mình bạn đưa phụ là lấy gì em? Hai em lại xin đèn từ bình 10, bình 20. Rồi ok, để anh chứ. Chắc là vì cái bụi bơi. Cái này em chán, không có xoài nha. Ok nhá, chào mọi người nhá.